chào tất cả các bạn, mình tên là Thúy Lâm, mình học lớp 2H, trường tiểu học Trinh Văn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cuốn sách, đó là Tôi bị bố bắt cóc. Family Man, No One Can Lay Behind or Forgotten. Đây là một câu danh ngôn mà mình yêu thích nhất. Gia đình có nghĩa là không ai bị lãng quên hoặc bỏ rơi, cho dù bạn có thành công hay thất bại, hạnh phúc hay đau khổ, thì gia đình vẫn sẽ luôn bên bạn. Vì mọi người dân trong gia đình đều biết rằng thứ đáng sợ nhất không phải là cơn đói mà là sự cô đơn. Tôi bị bố bắt cóc giúp chúng ta suy ngẫm và hiểu biết thêm về gia đình. Đây là một chuyến nghỉ hè lạ lùng vì người ta đi cùng tên bắt cóc mà. Haru là một cô bé 11 tuổi sống cùng mẹ sau khi bố mẹ ly thân từ 4 năm trước. Một ngày hè, Haru đi ra cửa hàng để mua kem thì bất ngờ gặp xe của bố đem về sẵn cửa và mở lời nói: "Xin mời tiểu thư, chuyến đi như để hai cha con tìm lại ký ức, nếm trải được thú vị trong cuộc sống, nhớ lại những ký ức xưa như món ăn đã từng ăn, người bạn cũ và ngôi nhà chúng ta đã được sống. Điều đặc biệt, chuyến đi này không có lời dạy bảo từ người cha với con gái. Bạn sẽ chỉ thấy sự ương bướng, cố chấp của người con gái và sự lúng túng, vụng về của người cha thiếu tự tin. Lâu ngày chưa gặp con, tuy nhiên họ vẫn sống một cuộc sống tươi đẹp và dành cho nhau những tình cảm xuất phát từ trái tim. Quyển sách viết cho bất kỳ ai trong cuộc sống này đang muốn cắt đứt sợi dây ràng buộc mình với người thân. Hơn tất cả, đây là một chuyến đi sẽ nối liền giữa trái tim đứa bé và cha mẹ vì một lý do nào đó phải sống cách xa nhau. The last word I want to say to you is family is not important and everything. Bye bye.